12:15 xe tải này, xe tải mất lái thì cũng xong ấy. Thì lấn sang làn của xe khách đi với tốc độ cao thì không xử lý kịp thì đâm vào đít của xe tải. Trên xe thì chở đông người, tài xế thì chết tại chỗ, còn mười mấy người bị thương. Xe 29 chỗ chạy tuyến Sơn La Bắc Giang. Sơn La Bắc Giang. Đến cầu Đồng Dành thì xe tải mất lái đâm vào lan can đường, xe khách chạy tốc độ cao đâm vào đít xe tải. Xe tải nó nổ lốp thì là nó mất lái rồi nó sang bên kia đường thì xe khách đâm vào đến làng Sơn La Lai Châu về Bắc Ninh Bắc Giang. Còn bây giờ trước mắt một người chết, còn thì là 14-15 người là đi viện cấp cứu. Lúc bây giờ nó bắt xe toàn taxi chở thôi, chở hết rồi thì công an mới lên. Cái xe tải nó lổ lốp, nó mất lái, nó xe đánh không đi kia đường thì xe khách là đi không xong nhau thì là xe kia nó đánh tạt sang, và cái thì là xe này đâm vào, xe khách đâm vào thôi.